Thưa bà con và các bạn, nuôi động vật hoang dã đang được nhiều nông dân lựa chọn. Bởi ngoài giá trị thương phẩm cao, thì nuôi động vật hoang dã ít dịch bệnh, không phải đầu tư nhiều về thức ăn, nhất là trong điều kiện giá thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng cao. Trong chương trình Bạn Nhà Nông hôm nay, thì chúng tôi xin mời bà con cùng tìm hiểu về con kỳ tôm, một loại hình nuôi khá mới mẻ, hấp dẫn qua kinh nghiệm nuôi của anh Đoàn Kim Sơn, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài nổi tiếng về nghề nuôi rắn, anh Đoàn Kim Sơn ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh còn được nhiều người biết đến với nghề nuôi kỳ tôm rất thành công. Anh Sơn cho biết anh đến với con kỳ tôm rất tình cờ. Năm 2009, trong một lần về quê ở Tiền Giang, anh đã mua thanh lý của kiểm lâm một số kỳ tôm đang bị bệnh, không còn khả năng nuôi dưỡng để thả về rừng. Với kiến thức và bề dày kinh nghiệm áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đàn kỳ tôm nhanh chóng được bình phục và phát triển tốt, dần dà phát triển lên tới hơn 400 con. Thì cũng vô tình lúc đó kiểm lâm họ bắt bắt được cái lô hàng vận chuyển trái phép á, thì kiểm lâm mới bán thanh lý lại cho bên mình. Thì lúc đó thì đem về những cái con này nó yếu lắm mà, thì bắt đầu từ cái kinh nghiệm mình đã nuôi con kỳ đà ở trại, thì em mới áp dụng qua con này và chăm nó. Chăm thì hồi đầu thì lúc đó chỉ có 20 mấy con thôi, và về em chăm đến bây giờ này thì phát triển đàn nó lên, nhân đàn lên hai cũng được khoảng gần 400, và em chăm nó dưới lại thường dưỡng cho nó ăn cái thức ăn dạng chế biến như của mình. Với giai đoạn chăm sóc ban đầu thì nó chỉ ăn những cái mồi sống thôi, thì những cái mồi sống đầu tiên thì em vẫn ở đây em cũng cho ăn sâu gạo, cho ăn dế. Sau đó bắt đầu dần dần thì em mà chuyển đổi. Đầu tiên em bỏ đói nó khoảng 2 ngày. 2 ngày sau đó bắt đầu mình cho ăn vừa có một ít dế hoặc là sâu gạo kèm với cá cắt nhỏ ra. Rồi sau dần dần bắt đầu mình giảm cái lượng dế với sâu gạo dần. Từ từ bắt đầu mình cho ăn cái cá biển cắt nhỏ hoặc cá đồng cắt nhỏ cũng được. Thì hiện tại bây giờ thì nó chỉ ăn cá biển với cá đồng thôi. Theo anh Sơn, kỳ tôm còn gọi là rồng đất, thuộc loài bò sát, cùng họ với kỳ đà, kỳ nhông nhưng có vây và đổi màu. Kỳ tôm có thân hình dẹp, vảy thân thường nhỏ đồng đều, có một màu cổ và màu lưng. Có thể phân biệt kỳ tôm với các loại kỳ nhông khác ở những đặc điểm như đuôi dẹp, có từ 4 đến 8 lỗ ở mặt trong đùi. Mặt trên thân kỳ tôm có màu xanh thẫm, mặt bụng trắng. Đuôi có những khúc xám nâu xen kẽ với những khúc vàng. Con kỳ tôm cái điểm giống với con kỳ đà là cái nó thuộc cũng thuộc máu lạnh, và về cái phần tiêu hóa của nó thì phải cần có nhiệt nó mới kích thích tiêu hóa được. Điều kiện của con này thì nó cần nhiệt độ như khu vực trong miền Nam mình thì nó phải phát triển tốt, còn nhiệt độ nó tầm khoảng dưới 18 độ thì nó lại ngừng ăn. Và về cái con này thì sinh sản thì mỗi một năm nó sinh sản được khoảng 2 đợt, 2 đợt, 2 đợt trong một năm, và số trứng thì trung bình thì từ khoảng 12 đến 15 trứng mỗi đợt. Tuy có sự khác biệt với kỳ đà về đặc tính sinh học, nhưng qua thời gian nuôi thuần dưỡng, kỳ tôm đã có thể thích nghi trong môi trường nuôi nhốt như một số loài động vật hoang dã khác. Chuồng nuôi xây xi măng, ngăn từng ô, cửa song sắt dày để kỳ tôm không thể thoát ra ngoài. Theo anh Sơn, tuy kỳ tôm thuộc lớp động vật bò sát nhưng có tập tính rất hiền lành nên có thể nuôi nhốt chung từ 10 đến vài chục con một chuồng. Bình thường trong tự nhiên, môi trường sống của kỳ tôm rất phong phú và đa dạng. Chúng thích nghi ở hầu hết các vùng có khí hậu nhiệt đới, nhất là vùng rừng núi. Trong tự nhiên, kỳ tôm thường ở trong hang hốc, trong các bụi cây ven bờ suối hoặc bên các vực nước trong rừng. Chúng di chuyển nhanh nhẹn trên mặt đất hoặc leo trên cây. Trong mùa lạnh, kỳ tôm chuyển lên trú trong các bọng cây. Kỳ tôm có đặc tính sáng uống nước rồi phơi nắng, vào buổi chiều khi mặt trời lặn là leo lên đậu ở các cành cây gần mặt nước.
Vì vậy khi làm chuồng nuôi kỳ tôm, nên làm chuồng hở để kỳ tôm có thể phơi nắng và để một ít cành cây để kỳ tôm có thể leo trèo. Diện tích đối với con này thì 1 mét vuông mình có thể nuôi khoảng 35 đến 40 con 1 mét vuông. Trong đó thì mình thả một số ụ cây để cho nó leo trèo và nó phơi nắng vào buổi sáng. Chuồng thì mình sử dụng chuồng 1 mét vuông một chuồng, 1x1, và trong đó thì mình che nắng 50% để lấy ánh sáng để cho kỳ tôm phơi nắng vào buổi sáng để kích tiêu hóa. Về dọn rửa thì sáng mỗi buổi sáng thì mình cho xịt rửa xong rồi mình cắt cho ăn vào buổi sáng, buổi chiều thì hoàn toàn kỳ tôm không ăn. Nên chuồng mình nên lát xi măng để vệ sinh cho nó sạch sẽ, để mình sát trùng chuồng trại cho nó sạch, đừng nên sử dụng cát đồ này nọ để mình vệ sinh nó sẽ khó. Kỳ tôm sinh trưởng rất tốt trong môi trường sống tự nhiên. Thức ăn của chúng chủ yếu là côn trùng như sâu bọ, dế, châu chấu, chuồn chuồn. Nhưng qua một thời gian nuôi công nghiệp, anh Sơn đã thuần dưỡng để kỳ tôm có thể ăn được các phế phụ phẩm động vật như cá, lươn, ếch, nhái. Thức ăn thì mình cứ cắt nhỏ ra, lựa những thức ăn tươi và mình có thể trộn thêm một ít vitamin C và men tiêu hóa để kích thích tiêu hóa. Đối với những con thì mình cũng phải giám sát cái khâu đường ruột cho nó tốt. Vậy là cái quá trình mình nuôi thì mình thấy cái tỷ lệ hao hụt của nó bao nhiêu? Con lên nếu mà mình giám sát tốt thì tỷ lệ hao hụt nó không quá 2%. Và trong cái quá trình mình nuôi thì khoảng bao nhiêu thời gian thì nó đạt trọng lượng như thế nào để có thể? Cái này con này thì trung bình thì mình nuôi tầm khoảng 8 tháng thì nó đạt trọng lượng khoảng 800 gram, 900 gram một con. Đến nay có thể nói anh Sơn đã thành công trong việc nuôi và thuần dưỡng kỳ tôm trong môi trường công nghiệp. Sau một thời gian áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi loài động vật này, anh cũng đã rút ra được kinh nghiệm trong quy trình sinh sản nhân tạo cho kỳ tôm. Thông thường từ khi kỳ tôm nở, sau một năm chăm sóc tốt, kỳ tôm đến độ trưởng thành có trọng lượng từ 700 đến 900 gram thì con cái bắt đầu sinh sản. Đối với cái con kỳ tôm á, thì khi mà chọn giống bố mẹ thì mình chọn những cái con đực to, khỏe, có gờ. Và mình để nhận biết được con đực thì mình xem ở hai bên đây nó có hai gờ nè. Thì có gai dâu cấu. Còn con cái á, thì đuôi ngắn, đuôi dài và nhỏ, còn không có gai dâu cấu. Và cái gờ lưng này thì nó là nhỏ hơn đôi so với con đực, đầu thon gọn, hai bắp hai bên nhỏ hơn, nó có hai bắp hai bên. Và mùa giao phối thì trung bình là mình cứ kỳ tôm thì nó khác kỳ đà ở chỗ là nó đẻ ra nó không ăn trứng, thành ra ở đây em nhốt được cái nhốt chung hết. Và mùa đẻ của nó thì trung bình là từ khoảng tháng 5, tháng 6. Và một tháng là tháng 10, tháng 11 thì nó có đợt đẻ. Thì mình lấy trứng, khi nó đẻ mình lấy trứng và đem ra ấp nhân tạo. Theo anh Sơn, muốn kỳ tôm để sinh sản, trước hết phải biết phân biệt con đực và con cái. Nên tiến hành chọn giống bố mẹ khi kỳ tôm nuôi được một năm, chọn những con bố mẹ to khỏe, không bị dị tật, không bị bệnh, nhốt chung chuồng, tỷ lệ một đực một cái. Kiểm tra con cái sờ vào bụng khi nào thấy trứng to bằng đầu ngón tay út thì bắt con cái riêng sang chuồng đẻ. Sau 15 ngày kỳ tôm bắt đầu đẻ, mỗi con đẻ từ 8 đến 12 trứng một lứa, một năm đẻ hai lứa. Khi kỳ tôm đẻ trứng xong thì tiến hành thu trứng ngay và mang vào phòng ấp. Trước khi thu trứng phải đánh dấu đầu trên của trứng. Khi xếp trứng, đầu trên phải quay lên trên. Con kỳ tôm, cái điểm giống với con kỳ đà là hai con này thì về nguồn thức ăn thì khác nhau, còn về kỹ thuật chăm thì nó tương đối giống nhau. Còn về cái kỹ thuật ấp nở thì cái con kỳ tôm thì nó nhẹ công chăm sóc hơn, nhẹ công ấp nở hơn. Và tỷ lệ ấp nở tốt. Đối với con kỳ nông này thì trứng của nó thì mình đưa vào thùng cho lên khoảng một tấc cát rồi mình xếp trứng lên. Sau đó mình phủ qua một lớp cát nữa và mình giám sát nhiệt độ của con gấp nở của kỳ nhông thì khoảng gần 30 độ, dao động khoảng 30 độ C, và ẩm của nó thì tầm khoảng 70 đến 80% là được. Mình cho cát lên khoảng một tấc rồi lấy trứng mình sắp lên sắp trên mặt cát, sau đó mình lắp
dùng cát, cũng dùng cát nữa, mình lắp qua cái lớp trứng đó, vừa phả lớp trứng, và mình giám sát cái nhiệt độ khoảng cỡ 30 độ C, ẩm nó khoảng 70-80%. Thì trong khoảng thời gian ấp nó tầm khoảng cỡ 68 ngày là trứng bắt đầu nở. Những con kiều tôm ban đầu thì mình đem ra, mình từ lúc mới nở thì mình thường dưỡng, mình cho ăn ngay cái thức ăn cắt ngay từ đầu để cho nó quen và cái thức ăn đó, và chỉ sau này mình chỉ cho những cái thức ăn chế biến sẵn như vậy thôi. Để ấp nở trứng kỳ tôm đạt hiệu quả, nên chuẩn bị một phòng ấp và các thùng xốp hoặc thùng nhựa chứa cát. Phòng ấp cũng đổ cát dày 30 cm, xung quanh thùng khoan nhiều lỗ nhỏ để thông hơi, khoảng 1 ly để cát khỏi lọt vào. Dưới đáy thùng đổ cát 10 cm, sau đó xếp trứng kỳ tôm vào rồi phủ cát kín khoảng 2 cm, không xếp trứng sát thành quá. Trong phòng ấp nên treo đồng hồ nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ. Nhiệt độ thích hợp cho trứng nở là từ 28 đến 30 độ C, độ ẩm từ 80 đến 90%. Thời gian ấp 65 ngày là trứng nở. Trong thời gian ấp cần kiểm tra thường xuyên nhiệt độ trong thùng, để tưới nước hoặc quạt gió để duy trì đúng nhiệt độ nở. Sau khi kỳ tôm nở được 2 ngày, tách nuôi chuồng riêng và bắt đầu cho ăn. Kỳ tôm mới nở cho ăn sâu gạo, sau 1 tháng tập cho ăn cá biển, lươn, ếch, nhái, băm nhỏ. Từ khi nở nuôi thêm 6 tháng là xuất bán giống được. Con này thì nó cũng có hai bệnh như là bệnh tiêu chảy và bệnh phổi. Thì tiêu chảy thì mình thấy phân trắng. Thì đối với đó trường hợp đó thì nhiều khi mình những cái cá biển nó ôi quá thì nó ăn vô thì nó dễ bị tiêu chảy. Thì những trường hợp đó thì em dùng Meta và Ganidan để em cho uống. Còn nói trường hợp phổi thì mình thấy hai bên nó nước miếng nó chảy và nó khò khè. Và con kỳ tôm có cái dấu hiệu là giảm sút, người nó hơi ốm hơn. Thì đối với những con đó thì em dùng biện pháp tiêm hoặc là mình cho pha thuốc trị phổi cho nó uống. Mọi người mới nuôi cái con này thì nên chú ý tham khảo ở những cái khâu ngừa bệnh về cái bệnh tiêu chảy và bệnh phổi như nãy mình có nói. Thì nó cần phải giám sát hai cái dịch bệnh đó thì mình sẽ chăm nó tốt hơn. Hiện nay anh Sơn đã phát triển 2 trang trại ở Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh, chuyên sinh sản ếch, lươn, rắn rêu voi, rắn ráo trâu, chồn hương, kỳ đà, kỳ tôm. Trong đó, kỳ tôm là một trong những động vật nuôi mang lại lợi nhuận cao. Hàng năm, 2 trang trại của anh đã cung cấp hàng ngàn con giống, mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Song song với việc sản xuất giống cung cấp cho thị trường nội địa, anh còn đẩy mạnh xuất khẩu hàng thương phẩm sang Trung Quốc, đem lại lợi nhuận cho gia đình hàng tỷ đồng một năm. Thưa bà con và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì trong những ngày sắp tới có khả năng xảy ra các đợt mưa trái mùa. Mùa mưa bắt đầu vào khoảng giữa tháng 5 năm 2012. Và căn cứ vào tình hình thời tiết, cơ cấu giống cây trồng, quy luật phát sinh phát triển và khả năng lưu tồn sâu bệnh từ vụ đông xuân sang vụ hè thu, các chuyên gia cũng đã dự báo các đối tượng dịch hại chính trên lúa hè thu năm 2012 như sau. Trong tháng 4 sẽ có các đợt rầy di trú với một số cao trong thời gian ngắn. Theo sau các đợt rầy di trú là các đợt rầy cám nở rộ vào cuối tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2012. Với lúa giai đoạn mạ cũng xuất hiện bù lạch và gây hại nhẹ đến trung bình, nhất là những ruộng khô thiếu nước, tuy nhiên không ảnh hưởng đáng kể đến năng suất. Với đối tượng là sâu cuốn lá phát sinh, phát triển và gây hại, chủ yếu vào giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đồng trổ. Những ruộng gieo sạ dày, bón thừa phân đạm, phun nhiều thuốc trừ sâu sớm lúc đầu vụ. Gieo sạ sớm hoặc muộn hơn trong khu vực sẽ bị hại nặng hơn. Cao điểm gây hại từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 5 năm 2012. Thưa bà con, bệnh vàng lùn xoắn lá đã xuất hiện và gây hại rải rác trên lúa đông xuân
2011-2012. Vì vậy, nếu không chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ, thì nguy cơ bùng phát bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa hè thu năm 2012 sẽ rất là cao. Những ruộng không đảm bảo thời gian cách ly bị ngộ độc hữu cơ, nếu bị nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá thì thiệt hại càng nặng. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mật số rầy vào đèn ở từng địa phương để quyết định thời điểm xuống giống né rầy hiệu quả nhất. Cần xuống giống tập trung đồng loạt từng ô bao, từng khu vực trong vùng, tránh việc xuống giống lẻ tẻ kéo dài. Lúa dưới 20 ngày sau xạ bị rầy di trú, cần che chắn nước thật tốt để hạn chế khả năng rầy truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Do thời tiết vụ hè thu diễn biến phức tạp, nhất là khô hạn đầu vụ và mưa bão cuối vụ, gieo xạ gối vụ, xuống giống liên tục và kéo dài, nên sâu bệnh có điều kiện tích lũy và lây lan. Để bảo vệ thắng lợi năng suất lúa hè thu năm 2012, các chuyên gia bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con nông dân cần quan tâm thực hiện tốt một số biện pháp sau. Áp dụng các biện pháp tổng hợp để diệt trừ tốt cỏ dại, lúa cỏ, ốc bưu vàng và chuột ngay từ đầu vụ. Chủ động tưới tiêu, bón phân cân đối, tăng cường vôi, phân lân, kali ngay từ đầu vụ nhằm giúp lúa phát triển tốt, chống chịu tốt với thời tiết bất lợi và dịch bệnh, hạn chế ngộ độc phèn, hữu cơ lúc đầu vụ và đổ ngã lúc cuối vụ. Thường xuyên thăm đồng, theo dõi và phát hiện sớm các đối tượng gây hại để xử lý kịp thời, hiệu quả, hạn chế tối đa việc phun thuốc trừ sâu phổ rộng cho lúa dưới 40 ngày sau xạ, áp dụng tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc. Đến đây thì chương trình Bạn Nhà Nông hôm nay xin được tạm dừng. Rất cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi.